bạn là một biker, bạn là một những người thích những chuyến dài hoặc là ngắn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn top 10 sản phẩm mà các bạn phải có một hoặc là nhiều cái nhé, bởi nó rất là hữu ích. Nhưng trước khi tới với top 10 sản phẩm đó thì các bạn hãy để lại một like và một comment cho tôi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Đến với sản phẩm đầu tiên, đấy là bộ áo mưa ni lông thần thánh. Hiện tại tôi đã có hai màu, màu xanh và màu tím. Vì nói về chất lượng của sản phẩm áo mưa này thì tôi sẽ cho các bạn coi. Tuy được làm ni lông nhưng nó rất là dẻo và bền, bên cạnh nó rất là chắc chắn. Bên cạnh đó tôi đã có bọc giày nữa. Với bọc giày này sẽ giúp cho đôi giày của các bạn không bị dính mưa và chống hỏng móc rất là cao. Với một bọc thế này thì sẽ có hai bọc giày, hai đó được làm bằng từ ni lông luôn nhưng không kém phần chắc chắn bền. Đấy. Với sản phẩm mưa này thì là 25.000 một bộ, còn đối với bọc giày này thì là 15.000, nhưng khi các bạn mua combo chung áo mưa bọc giày thì sẽ giá là 35.000 nha các bạn. Đến với sản phẩm thứ hai chính là khăn chùm đầu ninja. Mình có hai loại các bạn, loại chính là thun lạnh và loại cotton. Đây chính là loại cotton. Loại thun lạnh này thì được làm bằng vải thun lạnh, nó sẽ không hút mồ hôi, nó chỉ có trơn thôi, giúp cho các bạn đội nó dễ dàng hơn. Đây mình sẽ lấy các bạn nhé. Đây, nhìn như mấy hàng đi cướp người ăn vậy các bạn. Thì còn riêng với loại cotton này thì nó sẽ thấm hút hơn, thấm hơn, nhưng đặc điểm của nó là khi các bạn giặt máy thì nó sẽ dễ bị sùn nên khuyến khích các bạn giặt tay thôi. Còn loại này thì sẽ không thấm hút mồ hôi, nó chỉ trơn thôi nha các bạn. Thì giá của sản phẩm này là đối với loại thun lạnh thì hiện tại của Tài Đạt với giá là 55.000. Còn đối với loại cotton này thì 70 tại đây giảm còn 60.000 nha các bạn. Đến với sản phẩm thứ ba, dây ràng đồ Durin. Dây này có chiều dài là 4m, rất là dài. Sử dụng bằng khóa Durin là một trong những khóa tốt nhất ở hiện tại. Đây thì như các bạn đã biết thì đối với những dòng nón cao cấp á, thì họ cũng sử dụng những khóa này, bởi khóa rất là chắc chắn, nó như một cái đòn bẩy vậy giúp cho các bạn giữ lại dây khóa của mình. Đó, hướng dẫn các bạn sử dụng luôn nha, là đầu tiên các bạn lòn qua hai phần khóa này. Rồi, sau đó các bạn lòn phần khóa này, các bạn có lúc này các bạn có thể tùy chỉnh độ dài ngắn của dây như này, sau đó các bạn siết lại. Nó rất là chắc chắn, các bạn cứ dùng lực kéo thì nó cũng như một cái đòn bẩy, nó các bạn càng kéo nó sẽ càng giữ lại cho các bạn chứ nó sẽ không bị bung ra. Chiều dài của dây này là 4m. Cái này rất là tiện lợi cho những anh em nào mà đi tour xa, mình có thể cột đồ ở phía sau ba ga xe. Đó, rất là tiện lợi luôn. Giá của sản phẩm này là 80.000 nha các bạn. Đến với sản phẩm thứ tư, chai xịt khử mùi nón Robiker. Rất là tiện lợi luôn. Khi mà nón các bạn đi tour dài thì mình chưa có thời gian để mình vệ sinh nó, thì các bạn có thể dùng những chai này như là một công cụ để xịt khử mùi, để cho thơm thoáng cái nón của bạn hơn. Đây mình sẽ test thử. Đây là dòng nón For You Bulldog của Việt Nam. Đây các bạn cứ xịt vào lòng nón như thế này. Với chai xịt khử mùi nón thì Tài Đạt có hai mùi, đó là mùi bạc hà và mùi cam. Giá của mỗi chai này là 65.000. Đến với sản phẩm thứ năm, không thể thiếu cho những chuyến tour xa của anh em biker chúng ta, đó chính là hỗ trợ ga. Thì có nhiều người thắc mắc thì hỗ trợ ga để làm cái gì ha? Thì đối với những chuyến đi xa thì các bạn luôn giữ ga đều để mình chạy cho một có một cái tốc độ vừa phải và an toàn hơn. Thì mình lúc giữ ga đều đó thì tay mình rất là mỏi, bởi vì mình cũng kìm ga hết á, mình giữ ga lại đó, thì cái này là một cái công cụ để hỗ trợ các bạn, như kiểu là nó hỗ trợ ga các bạn đỡ mỏi tay hơn. Chào các bạn, thì bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn gắn miếng hỗ trợ ga này, bởi vì nó được làm từ nhựa nên nó có tính dẻo. Các bạn cứ yên tâm về cái độ dẻo của nó. Thì đầu tiên thì phần này mình sẽ mở rộng ra để mình đưa vào tay ga. Có thể tùy chỉnh mức ga của mình.
chỉnh lên hoặc là mình chỉnh xuống như thế này. Thì công dụng của nó là khi các bạn lái đi đường lâu thì nó sẽ hỗ trợ một phần đệm ga cho các bạn để không bị mỏi tay khi chúng ta lái. Các bạn thấy video của Tài Đạt có hay không ạ? Nhưng chưa đâu, còn phần 2 ở phía sau nha các bạn. Phần 2 rất là hấp dẫn đó, hãy đón chờ nhé. Hãy để lại một like và comment cho Tài Đạt nhé. Hãy comment bất cứ những món nào dưới 100k mà bạn quan tâm để Tài Đạt hiểu hơn cho các bạn, hoặc là video giới thiệu sản phẩm đó nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.